chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và video này sẽ là một video mình sẽ mở món ăn trên Shopee và nấu món đấy luôn. Và mình các bạn nghe thấy lạ đúng không? Vừa mở hàng vừa nấu ăn. Đấy. Thôi chung là cứ xem nhé. Sẽ các bạn sẽ biết xong. Đây. Đơn hàng này mình có giá là 60.400 đồng. Cứ mở hàng luôn nhé. Chúng ta đây bỏng rồi dập nát luôn không sao chung như này vẫn nấu được đây. Rồi bây giờ cùng mình vào bếp nhá. Hello các bạn, và bây giờ mình đã mang cái chảo này vào bếp rồi. Đây là bếp này, mình không có bếp ga, mình sử dụng tạm như thế này. Đây mình nhau nước hướng dẫn sử dụng ý, trước khi là phải bóc cái miếng như này, miếng giấy bạc này bóc ra cho nó thoát khí. Của mình mở bếp này, mở lửa nhỏ đúng không? Đây mình sẽ để đây này, của mình chờ nhá. Mãi nó mới được. Được không? Nên nó phồng cũng to phết đấy. Mình thử ngồi thử nhá. Wow. Khói bốc nghi ngút. Chắc là đây là lần đầu tiên mình làm nên nó hơi fail. Wow. Rồi, nó hết. Đây. Chung cũng nhiều phết. Chúng cũng nhiều phép. Bây mình sẽ ăn thử xem vị ở nhà. Xem thử này. Nhạt lắm. Nhạt. Ăn được. Đúng là 60.000. Mấy cái này cũng ok. Vừa chơi vừa ăn được. Khói bốc rồi. Đúng là được, ngon, được rồi. Mình thấy là món này rất là ngon. Cũng được đấy. Video đến đây kết thúc. Nếu các bạn thấy thích hãy ấn like, share và đăng ký kênh giúp mình nhá. Rồi và mình để link sản phẩm ở phần mô tả. Rồi tạm biệt các bạn.